công nghệ bị lãng quên của Liên Xô Liên Xô là một nhà máy cung cấp các công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, sau khi siêu cường sụp đổ, nhiều công nghệ trong đó đã bị bỏ rơi do ngừng tài trợ. Hàng chục năm sau, một số ý tưởng kỹ thuật của Liên Xô đang được thực hiện ở các quốc gia khác và một số đã bị mất. Về vấn đề này, gọi vốn cộng đồng cho các dự án sáng tạo là một giải pháp thay thế để có thể thực hiện các dự án mang ý nghĩa toàn cầu. Chúng ta hãy nhớ lại những công nghệ thú vị nhất được sinh ra ở Liên Xô. Tên lửa tái sử dụng các nhà khoa học đã làm việc trong nhiều thập kỷ để tạo ra các tên lửa tái sử dụng có thể trở lại trái đất sau khi đưa con tàu lên quỹ đạo. Điều này sẽ giảm đáng kể chi phí của các chuyến bay vào vũ trụ. Các nhà khoa học Liên Xô và Nga là những người đầu tiên thiết kế những phát triển sau, tên lửa đẩy tái sử dụng Baikan, hệ thống phóng Energia. Hiện tại các tên lửa tái sử dụng đang được phát triển bởi Elon Musk Lò phản ứng tổng hợp hạt nhân Liên Xô đã phát minh ra hệ thống tokamak dựa trên phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Tokamak được thiết kế và vận hành trên lãnh thổ Liên Xô. Cho đến nay, chúng là những hệ thống hứa hẹn nhất dựa trên phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Hiện tại, một số quốc gia đang nghiên cứu phát triển công nghệ trong khuôn khổ dự án ITER, lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế. Thành công trong lĩnh vực này sẽ cung cấp cho thế giới một nguồn năng lượng khổng lồ. Máy tính tam phân hơn 60 năm trước, Trung tâm máy tính của Đại học Quốc gia Moscow đã tạo ra một chiếc máy tính độc đáo mà đến giờ vẫn chưa có đối thủ. Setun có cơ sở kiến trúc máy tính tam phân trong khi tất cả các máy tính hiện đại được vận hành bởi máy tính nhị phân. Công nghệ này có thể làm tăng đáng kể hiệu suất của máy tính, vì vậy nó có thể trở nên phổ biến trong tương lai gần. Ô tô điện rất lâu trước khi xuất hiện ô tô điện Tesla. Ô tô điện đã xuất hiện ở Liên Xô. Vào năm 1935, chiếc ô tô điện đầu tiên của Liên Xô được chế tạo trên cơ sở chiếc ga A. Cùng thời gian đó, một chiếc xe rác điện được thiết kế dựa trên khung gầm của chiếc Zis 5 đã được chuyển đổi. Vào những năm 80, một ô tô điện cỡ nhỏ dùng pin mặt trời đã được chế tạo. Có rất nhiều phát triển khác của Liên Xô trong lĩnh vực này. Máy bay chở khách siêu âm đó là chiếc Tú 144 của Liên Xô được phát triển bởi cục thiết kế từ Tonev vào những năm 1960 đã phá vỡ rào cản âm thanh lần đầu tiên trong lịch sử hàng không chở khách. Nó hoạt động từ năm 1975 tới năm 1978. Sau đó công nghệ này bị cấm sử dụng. Ngày nay, ý tưởng vận chuyển hành khách ở tốc độ lớn hơn tốc độ âm thanh đã được hồi sinh. Ekran Oplan chiếc xe hiệu ứng mặt đất độc đáo được thiết kế bởi nhà thiết kế Liên Xô. Rostislav Andek vào những năm 60. Ekran Orion Oc đã được thử nghiệm thành công trong hai thập kỷ, sau đó tài trợ cho phương tiện này đã chấm dứt. Ngày nay, công nghệ được coi là một lĩnh vực đầy hứa hẹn. Trung Quốc đặc biệt tích cực thiết kế Ekran dựa trên kinh nghiệm của Liên Xô. Dự án động cơ của Zyunov khiến một công nghệ đột phá khác của kỹ sư thiết kế người Nga có mặt trên thế giới, công nghệ cuộn dây kết hợp Slavianka hãy tham gia nhóm các nhà đầu tư dự án để cùng nhau làm nên lịch sử mọi thứ đều nằm trong tầm tay chúng tôi chia sẻ tin tức quan trọng này bằng cách đăng lại trên phương tiện truyền thông xã hội